Chúa. Quãng xa bao nhiêu ô nhơ, còn trở về đây nơi đền thánh Ngài. Tình yêu xưa trong Cha, nay con mong được tươi mới. Lòng thành dâng lên, lời tuôn vinh danh thánh Ngài. Gặp Ngài từ nay trong cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng, thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phụng hưng ban sự sống mãi trong tâm con. Con cảm ơn Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ, Ngài ban phước cho hội thánh Chúa tại nơi đây. Con cảm ơn Ngài lắm. Con cũng cầu nguyện cho những anh em con, những người đang thiếu vắng trong buổi sáng hôm nay, cũng vì cớ dịch lệ bệnh tật không đến đây được. Con cũng xin Ngài đến thăm viếng an ủi khích lệ anh em con. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu 29, câu 30. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Này là điều đầu nhất, hỡi Israel hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Sáng nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau một cái câu hỏi mà có những con cái Chúa cũng đã hỏi các vị mục sư tới Chúa trong cái mùa đại dịch này. Đó là: tôi ở nhà thờ phụng Chúa được không? Chúa nhắc chúng ta vì sao tôi cần thờ phụng Chúa với anh em của mình. Why you worship with others? Mark đoạn 12 từ câu 29 câu 30, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Này là điều đầu nhất. Tôi thấy cái chữ này nó rất hay. Có nhiều điều, nhưng mà điều này là đầu nhất. Điều đầu nhất thì chúng ta đọc rồi: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Bây giờ chúng ta phải, để có thể hiểu được cái ý của câu số 30 đó, chúng muốn nói thì chúng ta phải hiểu được cái chữ thờ phượng là gì. Thờ phượng Chúa là bày tỏ cái tình yêu và lòng biết ơn. Nếu chúng ta đến đây chúng ta không bày tỏ tình yêu của Chúa, hay là bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa, hay là lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa, thì không đúng cái nghĩa thờ phượng Chúa. Vì Ngài đã làm những gì Ngài đã nói trong Kinh Thánh cho chúng ta, và những gì Ngài đã hứa và cũng như là sẽ làm cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. What he's done, what he said and what he's promised. Wow. Nếu chúng ta không hiểu được ý đó thì sự thờ phượng Chúa vô ích. Dù ở đâu cũng là vậy thôi. Tôi có thể bày tỏ cái tình yêu của tôi đối với Chúa, hay là sự biết ơn của Chúa khi mà tôi đến với Chúa, thì lúc đó là worship God, thì lúc đó là thờ phượng Chúa. Mặc dầu tôi ở bất kỳ nơi nào, tôi trong tù, tôi ở ngoài đường, hay là nếu mà tôi thể hiện được, tôi không biết quý vị thể hiện như thế nào, nhưng mà nếu quý vị thể hiện được thì đây là cái meaning of worship God. Thứ nhất, lý do là bởi vì tôi được dựng nên bởi tình yêu của Chúa. Tại sao tôi phải bày tỏ cái tình yêu của tôi đối với Chúa? Là bởi vì tôi được dựng nên bởi tình yêu của Ngài. Là tôi bày tỏ tình yêu của tôi đối với Chúa bởi vì Chúa đã bày tỏ tình yêu để dựng nên tôi trên gì? Trên quả địa cầu này. Chúa là yêu thương, nhưng mà Ngài cũng là đấng sáng tạo và cấu tạo nên cho tôi bởi vì tình yêu của Ngài. Ngài tạo dựng tôi giống như hình của Ngài. Covid-19 nó cứ tiếp tục đầy hoài thì phải ở nhà hoài sao được chứ? Tôi có soạn một cái bài giống như vậy để tôi vừa thấy được cái ý của Chúa muốn cho bạn. Tại vì cái gì cũng vậy đó, chúng ta phải có một cái tinh thần tuân thủ về những điều mà cơ quan phòng chống dịch đã đưa ra. Có khi họ đưa ra là đóng cửa nhà thờ, có khi họ đưa ra mở cửa nhà thờ, có khi họ đưa ra là nhóm ở trên sinh hoạt ngoài trời, vân vân. Những điều đó thì chúng ta phải tuân thủ. Chúng ta là người ở trong một cái đất nước này, và đất nước đang gặp sự khó khăn như vậy,
Nhưng bên cạnh đó, tôi có thể nào thấy được cái ý của Chúa ở trong hoàn cảnh của tôi không? Hoàn cảnh mà tôi ở nhà không? Cái sự thờ phượng Chúa không có dễ. Không cách nào chúng ta ở nhà hay là tự dụng nhà mà chúng ta sẽ bị nhiều cái sự chi phối. Từ những công việc, từ những điện thoại, từ cái gì đó không biết nữa. Thì làm sao chúng ta express cái tình yêu của chúng ta với Chúa được? Nhất là sự thờ phượng Chúa trong ngày Thánh Nhật. Khó lắm, rất là khó. Tôi cố gắng, xong cái bài giảng hôm nay thì tôi cố gắng, vợ chồng tôi create một cái YouTube để gửi liền quý vị. Chiều nay có ai là không đến được thì gửi khác cho họ cái này cái kia để họ họ nghe được lời của Chúa. Ít nhất là ngày Chủ nhật, không coi ngày mai, ngày thứ hai rồi họ nghĩ đây không phải ngày thờ phượng Chúa rồi họ cũng nghe. Nhưng mà khó lắm, ý tôi nói là không phải vậy. Chúng ta bị nhiều cái ràng buộc trong cuộc sống mỗi ngày. Thành ra sự thờ phượng Chúa không có dễ nếu chúng ta không đi đến nhà của Chúa. Cái điều đó là tôi chỉ muốn khuyên quý vị. Để như mọi người có cái hoàn cảnh riêng, tôi rất là thông cảm, tôi cầu nguyện. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta hiểu được, bởi vì chúng ta được dựng nên bởi tình yêu của Chúa nên nên tôi phải tiếng Anh gọi là gì của con, phải respond, tôi phải trả lời cái tình yêu của Chúa cho mình bằng cách là tôi cũng respond cái tình yêu của Chúa của tôi cho Chúa. Phải trả lời cái điều đó, chứ không thể nào tôi nói tôi bận như thế kia. Tôi xin lỗi, có những trước Covid-19 vậy, có những con cái Chúa đi nhà thờ, quý vị đã biết rồi, nhiều khi vào ngồi đó nhưng mà không có tập trung, có cái iPhone quẹt đó, quý vị biết nhiều khi cái đó là cái đó. Khi chúng ta đến nhà thờ phượng Chúa, đúng là đến thờ phượng Chúa đó, trong nhà của Chúa, nhưng mà chúng ta có thể hiện hay là bày tỏ tình yêu của chúng ta cho Chúa hoặc là biết ơn Chúa chưa? Ở đây Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 4 đến câu 5 hai câu nói rằng là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Có nghĩa là Chúa đã chọn chúng ta trước, chúng ta biết rồi, đó nghe hoài nhưng mà chúng ta không biết, bởi vì cớ là Chúa yêu chúng ta đến mức độ là chọn chúng ta để rồi chúng ta trở nên con cái của Ngài. Thế thì khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta trả lời cái điều đó qua cái sự yêu mến của Ngài của chúng ta. Chúng ta không thể nào nói tôi có một cái emotion đối với Chúa bằng cách là tôi ngồi tôi coi cái iPhone tôi quẹt được. Không cách nào tôi nói cái đó được. Làm sao tôi có một cái emotion với Chúa được? Trong sự thờ phượng Ngài không cách nào. That's not good. Điểm thứ hai đây nó rất rõ ràng. Điểm thứ hai tôi dùng câu kinh thánh ở đây là Sử Ký Nhất đoạn 29 câu số 14. Ở đây nói là gì? Điểm thứ hai mà tôi tại sao tôi phải respond, phải trả lời cái tình yêu của tôi đối với Chúa là bởi vì mọi điều đến từ Chúa, mọi điều tốt lành đến với tôi như lần trước tôi có nói đó, từ Chúa. Có phải vua David không? Ông làm gì? Ông chuẩn bị để mà xây dựng đền thánh của Chúa. Rồi làm gì? Ông quyên những cái tiền của dân sự Chúa lúc bây giờ. Và ở trong Kinh Thánh ghi lại cái số tiền quyên đó, nếu tính ra tới bây giờ, tiền Mỹ gần 5 triệu đồng. Trong một cái buổi quyên để dân góp cho công việc đền thánh của Chúa Trời. Đó là cái câu thánh mà tôi muốn lấy ra. Nhưng mà ở đây rất quan trọng. Ở đây nói gì quý vị? Tác giả nói như quý vị. Nhưng tôi là ai? Ví dụ ông nói, bữa nay quyên được 5 triệu đồng. Ví dụ, ông là phòng tiền Mỹ đó. Thì ông nói, thấy chưa? Tôi mà bởi vì tôi nói ra một tiếng là dân sự nghe rồi quyên lợi giống nhiều tiền đó. Nhưng mà ông không nói như vậy. Tôi rất cảm động khi ông nói câu này. Nhưng tôi là ai? Và dân sự tôi cũng là ai? Mà chúng tôi có sức dân cách vui lòng như vậy. Tôi là ai? Dân sự tôi là ai? Mà tôi có hay là cái gì? Mà tôi có sức để mà dân như vậy, tức là những cái tiền đó, những cái cuộc bậc đó để dân cho đền thánh của Chúa đó.
nó chỉ từ Chúa cho mà thôi. Chúng ta nói như vậy. Ô, cảm ơn Chúa. Nhiều lúc mình dâng cho Chúa mình cứ nghĩ là tiền đó là tiền của tôi làm á. Chúng phải biết rồi, cực lắm á. Đúng. Nếu tôi không có hơi thở của Chúa ban cho, nếu tôi không có sức của Chúa ban cho, tôi không làm được gì hết thì cũng không có gì hết. Không có gì hết. Không có gì hết. Ở đây nói là vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Hallelujah. Đó là điểm thứ hai. Tại sao tôi phải thờ phượng Chúa? Tại sao tôi phải trả lời tình yêu của Chúa? Bởi vì những điều mà tôi có ngày hôm nay, những điều mà tôi đang giữ phần, như là hơi thở của tôi, không khí, hay là nói chung là những điều chúng tôi có ngày hôm nay, nó đến từ Chúa mà ra. Do đó mà tôi dâng cho Chúa những gì đã thuộc về Ngài. Nó đã thuộc về Ngài. Tôi chỉ là công cụ để Chúa dùng, để tôi dâng lại cho Chúa thôi. Điểm thứ ba rất quan trọng. Tôi rất là cảm tạo ra một cái sự cảm xúc ở đây. Điểm thứ ba đó, thì tôi dùng cái title như thế này. Bởi vì chúng ta, hay là tôi cũng như vị, hiểu vấn đề trong đời sống như thế nào qua sự thờ phượng Chúa. Tôi không thể nào thờ phượng Chúa chỉ nghe lời Kinh Thánh mà không express cái tình yêu của Chúa cho Chúa, để rồi Ngài có thể bày tỏ. Ở đây dùng chữ là gì? Bày tỏ cái điều mà Chúa muốn tôi hiểu trong cuộc đời của tôi hiện tại đang trải qua. Tôi đến thờ phượng Chúa để làm gì nữa? Điểm thứ ba là gì? Để tôi thấy được, tôi hiểu được ý của Chúa đang nhắc nhở tôi trong hoàn cảnh nào đó mà tôi đang gặp phải. Người ta hiểu. Các bạn thanh niên có gặp phải những hoàn cảnh nào đó khó khăn không? Có à. Sư bảo đảm là có. Đủ thứ hết. Có công việc làm, công việc học. Ô, đủ thứ quan hệ người này. Nhiều khi buồn lắm. Nhưng mà có khi nào các bạn nghĩ là khi mình thờ phượng Chúa rồi đó, sau buổi thờ phượng Chúa mình nói, oh God, I got your point to my situation. Tôi, con Chúa ơi, con đã thấy được ý Chúa trong cái điều mà con bâng khuâng lúc này. Có bao giờ quý vị thấy cái đó không? Chúng ta đi nhà thờ mệt mỏi bởi vì cớ thế này cái kia đủ hết á. Gia đình, vợ chồng, con cái, công việc làm đủ thứ hết á. Nhưng mà khi mà chúng ta đến thờ phượng Chúa thì lời của Chúa go through qua đời sống của tôi như quý vị, và nhắc nhở chúng ta có được cái sự chăm sóc, hay là một cái sự bảo vệ, hay là một cái solution của Chúa. Thì ở đây tôi muốn nói là gì? Chúng ta hiểu được cái điều đó, và chúng ta ra về với một cái tấm lòng biết ơn Chúa, và nghĩ rằng là ánh sáng của đường hầm có một cái ánh sáng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Có khi lời của Chúa đụng chạm vào hoàn cảnh nào đó trong đời sống của chúng ta. Thành ra ở đây nói rằng quý vị, ở đây nói là gì? Bởi vì đó mà tôi sẽ hiểu được vấn đề trong đời sống của tôi qua sự thờ phượng này. Ở đây tác giả Thi Điên nói rất là hay. Rất hay, tôi đọc tiếng Việt đi. Đó, tôi đọc. Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, tức là khi tôi bâng khuâng suy gẫm về vấn đề của tôi, không biết đề gì, tôi không biết vấn đề là gì, không biết. Nhiều lúc là quan hệ này, quan hệ kia, hoặc là thái độ để thấy họ kia, hay là cái gì đó mà tôi không biết được. Nhưng mà đây tác giả nói rằng là gì? Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều đó, tại vì tôi không hiểu, bây giờ tôi có suy gẫm, thì bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, nghĩa là tôi thấy khó quá, không có giải quyết được. Chú ơi, khó quá, cái việc này khó với con quá, con không biết làm sao đây, ví dụ này. Nhưng mà ở đây tác giả đi tìm nói là cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó, thì thấy được cái solution mà Chúa muốn tôi và quý vị sẽ phải làm. Tôi kinh nghiệm rất nhiều vấn đề đó. Tác giả Thi Thiên một lần nữa có một câu kinh thánh, chapter 18, câu 28 và 29.
Ở đây nói là Chúa thắp ngọn đèn cho tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Tường thành là sự khó khăn. Tường thành tùy theo cái tường cao tường thấp, nhưng mà đó là một sự khó khăn. Cái tiếng Anh nó hay quá, tiếng Việt thì chỉ nói là tôi sẽ vượt khỏi tường thành, phải không? Nhưng mà tiếng Anh đó, nếu mà các anh thanh niên nó biết, nhưng mà quý vị đọc thì thấy là God, I can scale a wall. Tôi đọc, tôi cảm động quá. Scale a wall là gì? Tại sao lại là scale quá kia gì này? Thành nó cao lên vậy, mình scale đó, mình vươn lên trên. Thành nó cao hơn, mình vươn lên trên. Thành nó cao hơn nữa, mình vươn lên trên. Hallelujah. Chỉ có sức của Chúa mình phải làm như vậy này. Không cách nào mà làm như vậy. Scale là như vậy đó. Tôi đọc cái thánh tôi thấy quá làm cho tôi cảm ơn Chúa. Ở đây mình nói là tôi sẽ vượt khỏi tường thành đi, thì nghe được rồi, nó tiếng Việt rồi. Nhưng mà nếu mà dịch từ tiếng Anh Hebrew thì đó là scale the wall, scale the wall. Bây giờ cái chữ khó khăn nó như thế này, Chúa cho tôi thêm sức để vượt qua nó. Khó khăn nó lên thế này, Chúa thêm sức để tôi vượt qua nó. Khó khăn lên thế này, Chúa thêm sức vượt. Đó là scale, đó là ý nghĩa của chữ scale. Cảm ơn Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài ban thêm sức cho tôi khi tôi thờ phượng Ngài với tấm lòng biết ơn Chúa và express, tức là thể hiện cái lòng yêu mến Chúa. Tôi ước ao gửi sáng nay có những điểm mà tôi dùng lời của Chúa để nhắc nhở quý vị. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa bất cứ gì điểm chưa chúng ta. Nhưng mà nếu thái độ mà tôi còn thờ phượng Chúa không bày tỏ tình yêu của tôi đối với Chúa, mà chỉ để cho dùng chữ là để cho xong cái sự thờ phượng Chúa hay là sao đó, thì không cách nào mà chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài đối với chúng ta và hiểu được cái điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta để thắng hơn những cái sự khó khăn ở trong hoàn cảnh nào đó của quý vị và tôi. Ở đây Chúa nói là gì quý vị? Tôi rất là cảm động khi Chúa nói là Chúa thắp ngọn đèn tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm của tôi. Ngọn đèn thì nó cần cái gì vậy? Dầu ha, dầu thôi mà, dầu để đốt cái ngọn đèn đó. Thì cũng vậy, đốt dầu một thời gian thì sao? Dầu nó hết á, rồi phải châm dầu vô nữa đó. Cái đèn nào mà nếu mà thiếu dầu thì nó từ từ nó cũng hết, có thể tắt. Nhưng mà nếu chú ý là nếu Chúa thắp ngọn đèn đó, hay là Chúa thêm sức cho tôi qua cái dầu của Chúa, thì tôi vẫn còn đứng vững trong mỗi hoàn cảnh, có khi sẽ vượt qua được bức tường thành nào. Nhưng mà đây Chúa nói gì? Nếu Chúa cho tôi được dầu của Ngài, hay là thêm sức của tôi, hay là làm cho đèn của tôi lúc nào cũng sáng, thì làm sao tôi sẽ vượt qua những nơi tối tăm và tôi sẽ xông qua những cái đạo binh. Đây nó nói là những cái sự mà đánh trả của kẻ thù đối với tôi là những người đang chiến đấu. Tôi đánh quân thù, nghĩa là không phải đánh thường nha, đánh bật ra khỏi những cái điều mà quân thù, tức là Satan đang đánh phá tôi. Vì thấy gì rất không là tiếng Anh có những chữ để cho chúng ta thấy được gì đó. Không còn cái thánh này tôi vẫn nhớ đến cái chữ scale mà tôi ngồi đó tôi cầu nguyện Chúa đó đi. Chúa ơi, tại sao dùng được sự cái scale như vậy? Tức là cứ tường thành nó cứ vượt lên trên thì con được Chúa vượt lên trên của cái tường thành đó là scale. Cuối cùng để tóm tắt, chúng ta có như thế này bốn điều chúng ta biết tại sao tôi phải đến thờ phượng Chúa với anh em mình ở trong nhà của Chúa. Điểm nhất, bởi vì chúng ta được Chúa dựng nên bởi tình yêu của Ngài, và tôi respond cái tình yêu đó, tôi trả lời cái tình yêu bài cách tôi bày tỏ express my love to God and my gratitude, tức là sự biết ơn của tôi trong Chúa. Bởi vì điểm thứ hai, bởi vì mọi điều đến từ Chúa, mọi điều tôi đang có ngày nay đến từ Chúa, và Chúa cũng có thể lấy lại, cũng có thể ban cho, cũng là từ Chúa mà thôi. Chúng ta thấy được because everything comes from God. Điểm thứ ba là gì?
Bởi vì chúng ta hiểu vấn đề trong đời sống chúng ta để mà giải quyết vấn đề đó trong cái đường lối của Chúa, qua cái sự thờ phượng của mỗi người chúng ta hàng tuần đến với Chúa với cái thái độ. Điều thứ tư là gì? Bởi vì Chúa ban thêm sức cho tôi khi mà tôi thờ phượng Chúa và tôi có sức của Chúa để bước đi mỗi ngày ở trong cái đường đời rất là khó khăn. Kết luận câu kinh thánh mà tôi rất thích và tôi thường nói vị bài Thi Thiên 122 câu số 1 là gì? Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Tức là tác giả Thi Thiên muốn cho chúng ta biết là tôi vui mừng đi đến nhà Chúa và cùng đi đến nhà Chúa với nhau để mà thờ phượng Chúa như vậy. Ở đây cái chữ là rejoice, sự vui mừng nó từ trong tâm lòng của tôi, bởi vì lòng biết ơn Chúa của tôi và bởi vì lòng muốn khao khát bày tỏ tình yêu của tôi đối với Chúa. Thành ra Kinh Thánh gọi là rejoice, bởi lòng biết ơn của tôi thành ra tôi bày tỏ điều đó trong sự vui mừng và kêu gọi những người anh em của tôi trong gia đình hai đó cùng đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Chúng ta nhớ nha, nhà thờ hay là đền thánh chúng ta gọi là the house of the Lord. Thì Chúa giúp đỡ chúng ta trong buổi sáng nay. Tại sao tôi cần thờ phượng Chúa với anh em mình? Chúng ta nắm được ý đó và chúng ta đến thờ phượng Chúa hàng tuần, mặc dù hiện tại chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trong cơn đại dịch hiện tại đã ngăn trở rất là nhiều con cái Chúa. Lần nữa, buổi sáng hôm nay chúng ta có kịch thánh để nhắc nhở chúng ta về sự chết của Chúa trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài. Cha ơi, trong nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm Ngài, với cả tâm linh con mong được gặp mặt Chúa. Xa bao nhiêu ô nhơ, con trở về đây nơi đền thánh Ngài. Tình yêu xưa trong Cha, nay con mong được tươi mới. Lòng thành dâng lên, lời tuôn vinh danh thánh Ngài. Gặp Ngài từ nay trọn cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con, nguyện Ngài phụng hướng ban sự sống mãi trong tâm con. Hết cả thần linh này con dâng lên Chúa, với tất cả mong chờ lòng bừng cháy. Quang lâm ban nữa thiêng thiêu đốt ta